Thế tôi vừa dàn với loa bềm vừa bế kép anh em nhá. Với đẩy xe 12 Audio Bo Vang X và mic Beyer 790 hoặc 780 tùy theo vào cấu hình anh em nhá. Thì như bạn đã biết thì là bên cạnh kia là vẫn đang nhận setup tất cả bộ dàn anh em nhá. Thì vậy mấy hôm nay thì chỉ có bộ dàn thôi anh em ạ. Đấy, với ôm shop thì tùy theo từng anh em thôi. Thì thông báo luôn cho anh em là loa BGBK này kia còn vài cặp anh em nhá. 12 triệu rưỡi một cặp panel. Tiếng rất rất là hay luôn. Đặc biệt luôn anh em nào có điều kiện thì lên được bộ dàn nó rơi tầm trên 20 triệu các bác nhá. Đó, bên cạnh anh kia cũng chuẩn bị là đang ấy cho anh em. Nhưng mà tiếng rất là bay, khẳng định các bác luôn là tiếng rất là bay luôn. Ok chào bác. Anh em thấy là tiếng nó ra và rất là sáng. Quan trọng nhất là khi xếp bộ dàn á, là anh em nhớ luôn là khi xếp bộ dàn á, đặc biệt là những chúng ta chỉ cắt những dải dư thôi. Anh em nên nhớ là với tùy từng loại loa nó có những dải dư nhất định. Đó, chứ không phải loa nào cũng như loa nào các bác nhá. Đấy thì con BGB kép thì như cái kỳ nói các bác ạ, là còn vài cặp nữa là 12.500.000 đồng một đôi. Còn đó là bát neo, được chưa anh em, con này rất rất là hay. Đó, cả bộ dàn nó lên là khoảng tầm 21.000 đồng là chưa bao gồm sub, được chưa mọi người. Đó, còn anh em hạn chế luôn, là em khẳng định các bác luôn, nhiều anh em đến đây em chán trả lời buồn trả lời luôn, là cầm mic di thẳng này có đúng không, em khẳng định các bác luôn, không có ông thần chồng nào mà chỉnh được như thế cả. Đó, trừ khi là cắt toàn bộ đó hát ép đi thì may ra mới được, nhưng nó sẽ bị ong ẻ lưới. Nhưng mà khẳng định các bác luôn là như thế là nó gọi như là phá âm thanh chứ không phải là chỉnh âm thanh. Đấy, thật sự mọi người như thế vẫn có độ ơi của dải cao kết hợp với dải thấp, nhưng dải nào mà dư chúng ta sẽ cắt bớt đi thôi. Đấy, hát rất là nhẹ và bay anh em ạ. Xuân hồ ngày mai. Đã, đây là đẩy xe 12 này, con này là Audio mạch LA anh em nhé. Vang này là vang bản chuẩn anh em nhé, anh em nên nhớ nhá. Vang X trên thị trường rất là nhiều và rất nhiều anh em hỏi luôn là vang X5, X6, X8 nó khác biệt gì nhau không với tiếng mic, em khẳng định các bác luôn đấy. Nói thật luôn, gia đình á, anh em mua dư, nếu mà các bác có điều kiện mua hẳn DAK2000, được chưa anh em. Còn về X5, X6, X8 thì nó cùng một loại chip, nó chả có sự khác biệt gì cả, được chưa. Có mỗi X8 nó là hai mic riêng biệt mà thôi, được chưa mọi người. Đó, còn tất cả linh kiện như nhau với bản đủ, nó sẽ có chip AKM và IC AKM và hai nữa là nó có thêm IC dài má, đó là bản đủ tất cả dòng này anh em nhé. Còn những vang bản thiếu thứ thì em không bàn tới, được chưa mọi người. Còn tất cả đều là nó sử dụng cùng một loại chip, đó là 2375 của Mỹ, được chưa mọi người. Đấy, nên là anh em nên chơi âm thanh thì chúng ta phải hiểu rõ điều đó, được chưa mọi người. Và đây là cặp loa BGBK, anh kia còn hình như là còn có 2-3 cặp thôi, đó là 12.500.000 đồng một cặp. Thì bộ dàn nó lên với mic Beyer 780 thì nó dao động khoảng tầm là 21.500.000 đồng, đó là chưa bao gồm sub anh em nhé, được chưa mọi người. Và nếu anh em nào thích bạo lực hơn nữa thì chúng ta có thể kết hợp giữa đẩy ba kênh và loa này và kèm nó đó là sub 50 thì anh em, đó là chúng ta cần thêm bạo lực hơn, được chưa mọi người. Và lát nữa em sẽ test thêm cho anh em chất âm của con BGBK này anh em nha. Còn anh em mà chưa xem nội thất con này cứ lên kênh anh kỳ gõ là BGBK xếp 12 là ra luôn, bán neo cực kỳ đẹp luôn anh em nhé, của VNi, được chưa anh em. Nó giống như bán 18 sao đấy anh em ạ, nên tiếng rất là đẹp, được không ạ. Ok mọi người. Đấy, Nam có trưởng kỳ đấy anh em nha. Bác Nam hỏi kỳ đâu là kỳ đấy.
nha. Đấy, thì nếu bác nào mà thích cặp BMW này thì anh em cứ liên hệ bây giờ anh Kỳ. Chào mọi người. Đó, giúp đi bán hàng cho anh em thì ghép bộ dàn tùy theo từng khoản tiền của từng các bác. Và anh em đang lắng nghe chương trình ca nhạc của bên gái anh Kỳ thì anh em mời các bác vào cho anh Kỳ nút like, nút đăng ký anh em nha. Rất là nhiều loa xịn để đến cuối năm đây. Em sẽ làm lắp bộ dàn đến 28. Và anh em nên nhớ luôn là cái kỳ những bộ dàn tầm từ trên 20 triệu anh em nhá. Trong vòng 15-20km thì em sẽ đến tận nhà ghép trực bác. Và còn nếu món nào mà xa một chút nữa anh em hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, tiền setup từ trên mọi người. Đó, em sẽ có thợ đi cho thấy mọi người. Và nếu món nào đang thích quên gà anh Kỳ thì cho anh Kỳ đô la lên nhanh các bác nhá. Xin chào hẹn lại mọi người ạ. Ok các bác nhá, xin chào các bác.